Báo có hai loại. Vì nghiệp có hai loại, có dẫn nghiệp, có mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là dẫn dắt quý vị định đầu thai vào đường nào. Cái này chính là gì? Nghiệp thiện ác. Ngũ giới thập thiện dẫn dắt quý vị định nhân thiên đi thọ sanh. Nếu như là thập ác, nghiệp ác, dẫn dắt quý vị đến ba đường ác để đầu thai. Đây là dẫn nghiệp. Mã nghiệp là lục độ vạn hạnh mà quý vị tu trong kiếp này. Trong lục độ chúng tôi nêu một điều như bố thí. Quý vị thích tài bố thí thì cái tài này sẽ theo quý vị. Có nghĩa là trong mệnh của quý vị có tiền tài. Bất luận quý vị ở đường nào thì thọ dụng vật chất của quý vị không bị thiếu hụt. Pháp thị là thông minh trí tuệ. Ác quỷ súc sanh cũng có thông minh trí tuệ. Vô ủy thị đạt được sức khỏe trường thọ. Bất luận ở đường nào, cái phước này theo quý vị, quý vị chắc chắn sẽ đạt được. Vì thế đây gọi là phước báo. Phước báo của đường súc sinh, đây là cái mà chúng ta bình thường dễ dàng nhìn thấy nhất. Thú cưng, thú cưng mà người ta nuôi có phước báo. Người trong nhà đó đều hầu hạ chúng, đều yêu thích chúng. Đúng là hưởng phước báo của chúng. Hơn nữa, có loại súc sinh rất thông minh. Chúng hiểu được ý của con người, có thể quan sát ngôn ngữ, sắc mặt. Đó là gì? Đó là pháp thí trước đây của chúng. Chúng có thông minh trí tuệ, sức khỏe trường thọ. Quý vị xem ba loại phước báo chúng đều có. Đường ngạ quỷ cũng có. Đường ngạ quỷ có phước có tuệ, trong quỷ đạo đi làm quỷ vương. Trong quỷ đạo cũng có địa vị, giống như thành hoàng. Thành hoàng bình thường giống như huyện thị trưởng. Đô thành hoàng thì giống như tỉnh trưởng. Phía trên còn có tổng giám thành hoàng. Phạm vi mà họ cai quản rất rộng. Có lúc quản những mấy tỉnh. Còn có quản lý một khu vực. Khu vực đó nếu như là một quốc gia nhỏ thì họ quản lý rất nhiều quốc gia. Vì thế họ có phân chia cấp bậc. Phước báo có khác nhau. Người tu phước, công đức dễ bị mất đi. Phước báo không bị mất đi. Bất luận quý vị đến đường nào cũng vẫn có phước báo. Rơi xuống địa ngục cũng có phước báo. Trong địa ngục có phước báo thì chịu khổ nhẹ hơn một chút. Họ phải chịu khổ, chỉ là nhẹ hơn người khác một chút. Người không có phước báo chịu khổ nhiều một chút. Quả thực khổ báo có khác nhau. Đây là quả báo truy tùy, tương tùng bất xả. Tùy kỳ nghiệp nhân cảm đắc
thiện ác chi bao. Đây đều nói về lục đạo, đường đi không giống nhau. Gia Tường Sở nói rằng làm thiện được quả báo ở thiên đường, con đường của họ đi đến cõi trời, hưởng thụ quả báo nơi thiên đường. Tạo ác thì xuống địa ngục, chịu cảnh khổ của núi đao rừng kiếm, nó đợi quý vị ở đó. Những thứ này hoàn toàn đều là quả báo thiện ác, hơn nữa đều là tự nhiên. Trong địa ngục, núi đao rừng kim không có ai thiết kế, cũng không có ai kiến tạo. Địa ngục là quá sanh, từ đâu biến ra? Từ nghiệp báo của quý vị tự biến hóa và tự bản thân gánh chịu. Giống như là nằm mơ, người mơ thấy ác mộng, ác niệm nhiều, ý niệm của họ bất thiện, họ tạo nghiệp ác, trong mộng chịu mỏi dày dò. Sau khi tỉnh dậy là một giấc mơ. Giấc mộng đó có ai thiết kế không? Không có. Có ai kiến tạo không? Không có. Thiên đường là như vậy, địa ngục cũng như vậy. Trong cõi trời dục giới, chỉ có cõi dưới cùng nhất như tứ thiên vương đao lợi thiên có một chút giống trần gian, phước báo lớn hơn trần gian, hướng lên trên là không cư thiên, trên dạ ma toàn là quá sanh. Thế gian có những chuyện này. Vì vậy chúng ta đối với Phật A Di Đà, thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc công đức nguyện lực, của Phật A Di Đà thành tựu, nguyện bắt buộc phải thực hành được, đúng là làm được, đó gọi là công đức. Nguyện lực công đức thành tựu. Trong lục đạo những chuyện này là sức mạnh của thiện ác thành tựu. Sức mạnh của thiện, sức mạnh của ác tự nhiên thành tựu rồi. Cũng không có ai thiết kế, cũng không có ai thi công, tự nhiên thành tựu. Nhân quả các vị sanh xứ quyền thù. Con người chúng ta sau khi chết đi về đâu? Ai đi đường nấy? Mỗi người nghiệp tập khác nhau, cho nên khi lâm chung phân chia thì vĩnh viễn không gặp lại. Đây là thật. Đạo lý này không thể không biết. Tam đồ nhất báo lịch ngũ thiên kiếp, triển chuyển lục thủ hà nhật trùng phùng. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa vào trong đó. Đây là nói về địa ngục. Ngũ thiên kiếp là chỉ địa ngục. Một ngày trong địa ngục. Trước đây chúng tôi học ở Đài Trung, thầy Lý nói với chúng tôi trong địa ngục lại khác nhau, nó rất phức tạp. Trên lệch múc giờ cũng rất nhiều. Thầy Lý nói một điều phổ thông nhất: địa ngục một ngày
trần gian 2.700 năm. Trung Quốc hiệu xưng có lịch sử 5.000 năm, trong địa ngục chưa đến 2 ngày. Vì vậy địa ngục quá khổ, đúng là nói như ngày dài cả năm. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta thời gian là giả, không phải thật. Khái niệm thời gian này là khái niệm trừu tượng, từ đâu mà có? Vẫn là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị biến hiện ra. Nếu như có thể buông bỏ phân biệt chấp trước, thời gian sẽ không có nữa. Thời gian và không gian đều không có nữa. Buông bỏ hết chấp trước với tất cả pháp, vì nó là giả, cần gì phải chấp trước? Sau khi thực sự buông bỏ, tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, tầng không gian dần dần mờ nhạt, cuối cùng không còn nữa. Như chúng ta biết, Tiểu Thừa Sơ Quả Tu Đà Hoàng, Đại Thừa Sơ Tín Dị Bồ Tát, trong 6 loại thần thông, họ phục hồi được 2 loại, phục hồi được thiên nhãn và thiên nhĩ, không có chướng ngại nữa. Nghĩa là tầng không gian bị phá một chút. Cái chúng ta không nhìn thấy, họ nhìn thấy. Có thể nhìn thấy thiên đàng, có thể nhìn thấy địa ngục. Họ có thiên nhãn,